Thưa quý vị và các bạn, mỗi cựu chiến binh là một ký ức lịch sử gắn liền với từng trận đánh. Những ngày tháng 4 này mang nhiều ý nghĩa, đó là ký ức hào hùng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mà toàn thắng là ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cựu chiến binh Phạm Văn Thản ở xã Đông Minh, huyện Tiền Hải sẽ chia sẻ về ý chí của những người lính cụ Hồ luôn bất khuất, anh dũng trong bất kể hoàn cảnh nào. Những cái nắm tay rất chặt, những khuôn mặt mang nhiều cảm xúc. Người lính tăng thiết giáp Phạm Văn Thản ngày nào nay đã ở cái tuổi xưa nay hiếm. Khi trò chuyện về sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, ông không giấu khỏi những kỷ niệm đầy tự hào. Cái mũi của tôi là được hướng là đánh vào Dinh Độc Lập. Thì trên đường đi là nó gặp rất nhiều khó khăn vì là họ chống bên kia là chống trả lại rất ác liệt. Thế nhưng mà vì quyết tâm của chúng tôi là phải chiếm bằng được Dinh Độc Lập vì mình đã giải phóng được hoàn toàn miền Nam. Thế nên là cuối cùng là bộ đội rồi cũng nhân dân là hò reo rồi cờ quạt các thứ là đỏ đức trời luôn. Lịch sử đã vang lên khúc ca chiến thắng, chiến tranh dần đi vào dĩ vãng, non sông thu về một mối, Bắc Nam liền một dải. Ông Thản phục viên trở về quê hương và tiếp tục hành trang mới là phát triển kinh tế gia đình. Vẫn ý chí của người lính bộ đội cụ Hồ và trang trại này là thành quả của ý chí đó. Trước đây, nơi này là bãi hoang, canh tác kém hiệu quả. Ông đã tiên phong ra đây thực hiện chuyển đổi nuôi thủy sản, đến nay cũng đã được 25 năm và giúp ông thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Là một trong những hội viên mà gương mẫu trên các cái mặt công tác, luôn phát huy và giữ vững tốt cái phẩm chất đạo đức của anh bộ đội cụ Hồ. Anh Dũng không nao núng trước họng súng kẻ thù, bản lĩnh vượt khó để làm kinh tế. Nhưng như vậy chưa đủ để nói về cựu chiến binh Phạm Văn Thản. Không chỉ phát triển kinh tế giỏi, ông còn là người tích cực tham gia giữ gìn, bảo vệ môi trường tại địa phương. Khi những con nước thủy triều xuống, ông lại đi dọc bãi triều này để thu gom rác thải, giữ cho môi trường quê hương ngày càng sạch đẹp. Phải tích cực làm những cái việc gì có ý nghĩa thì mình làm để đóng góp cho ngày một tốt đẹp hơn.